Bamboo Garden, một sản phẩm được phát triển bởi CEO Group, nằm trong khu đô thị Sunny Garden City tại Quốc Oai, Hà Nội, ngay sát đại lộ Thăng Long và khu du lịch sinh thái Tuần Châu. Chỉ mất 10 phút chạy xe vào nội thành, Bamboo Garden được đánh giá là một trong những dự án nhà ở xã hội có vị trí vô cùng thuận tiện. Bamboo Garden có diện tích 10.528m², bao gồm 2 tòa chung cư, mỗi tòa cao 9 tầng, gồm 432 căn hộ. Diện tích dao động từ 48m² đến 66m², thiết kế khoa học với đầy đủ các công năng, thân thiện với môi trường. Cư dân Bamboo Garden không những được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các tiện ích của khu đô thị cao cấp Sunny Garden City, mà còn có riêng khu dịch vụ thương mại tại tầng 1 và sân chơi, khu thể thao chung nằm giữa 2 tòa chung cư. Ngoài ra, chủ đầu tư đã khai trương tuyến xe buýt miễn phí phục vụ nhu cầu di chuyển của cư dân vào hướng trung tâm thành phố. Một căn hộ tiện nghi tại Bamboo Garden có đơn giá 9,96 triệu đồng một mét vuông tính theo thông thủy, đã bao gồm VAT, 2% phí bảo trì. Khách hàng mua căn hộ tại dự án từ nay đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2016 sẽ được hưởng nhiều ưu đãi theo chương trình một vốn bốn lợi của chủ đầu tư, được tặng 2 năm phí quản lý và dịch vụ bể bơi. Đặc biệt, khách hàng có thể nhận nhà ngay và được chủ đầu tư hỗ trợ vay vốn với lãi suất 5% một năm. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện cả 2 tòa CT9A và CT9B, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. Mọi tiện ích dịch vụ xung quanh cũng đều hiện hữu, phục vụ cho cư dân về ở. Bamboo Garden đã đón những cư dân đầu tiên từ cuối năm 2015. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ sàn giao dịch bất động sản CEO, hotline 096-315-9596, website www.sunnygardencity.com.vn.